chào, các bạn đang nghe podcast Gia Lai ngày 9 tháng 12 phát vào lúc 6 giờ trên báo Gia Lai Điện tử. Bản tin hôm nay có những thông tin sau. Bố trí 6 cán bộ thuộc các cơ quan Bộ Công an về công tác tại các xã biên giới. Truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 thượng tướng. Dự án nuôi cá chình hoa trong ao đất đạt năng suất 26 tấn trên 1 hectare. Phú Thiện cháy nhà sàn do chập điện. Nguyên phó chánh văn phòng Sở Nội vụ bị khai trừ đảng. Bắt nóng đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp 402 triệu đồng. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Công an tỉnh Gia Lai vừa triển khai quyết định về việc bố trí 6 cán bộ thuộc các cơ quan đơn vị của Bộ Công an về công tác tại công an các xã biên giới. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc điều động cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ về công tác tại công an xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, ngày 23 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định bố trí 6 cán bộ thuộc các cơ quan bộ tăng cường đến nhận công tác tại công an tỉnh. Quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tiếp nhận và bố trí các đồng chí về công tác tại công an các xã biên giới trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường bổ sung quân số cho công an cơ sở và rèn luyện bổ sung kinh nghiệm công tác thực tiễn cho cán bộ trẻ ở các cơ quan bộ. Sáng ngày 8 tháng 12, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp và Thượng tướng Phủ Lăng. Cách đây 48 năm, ngày 26 tháng 3 năm 1975, Quân đoàn 3 được thành lập trên cơ sở khối các đơn vị chủ lực của Mặt trận Tây Nguyên B3. Để góp phần làm nên những chiến công oanh liệt của quân đoàn là sự cống hiến đặc biệt xuất sắc của các anh hùng, những người con ưu tú của dân tộc. Trong đó có các đồng chí Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp và Thượng tướng Phủ Lăng. Thượng tướng Hoàng Minh Thảo sinh năm 1921 tại xã Bảo Khuê, huyện Kim Động, nay là thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí có gần 10 năm chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên, được giao nhiều trọng trách như Phó Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, Tư lệnh Chiến trường Tây Nguyên, Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, Phó Tư lệnh Quân khu 5, Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên. Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp sinh năm 1928 tại thôn Cự Đình, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1945. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông có hơn 10 năm chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên, được giao nhiều trọng trách như Chủ nhiệm Bộ Chính trị, Phó Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên B3, Quân đoàn 3. Thượng tướng Phủ Lăng sinh năm 1921 tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Trong chiến dịch Tây Nguyên, Thượng tướng Phủ Lăng giữ chức Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, Phó Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên. Sau nhiều lần nghiên cứu kỹ thực địa và các hình thái bố trí lực lượng đối phương, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên đứng đầu là Tư lệnh Phủ Lăng đã thống nhất cách đánh, nghi binh thu hút địch về Kon Tum và Pleiku, tạo sơ hở Buôn Ma Thuột để đột phá tiêu diệt địch và làm chủ thị xã trong thời gian ngắn nhất. Với những chiến công vang dội, ngày 17 tháng 10 năm 2023, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 thượng tướng nói trên. Ngày 7 tháng 12, Hội đồng Khoa học Công nghệ huyện Cơ Bang, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị nghiệm thu dự án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nuôi thương phẩm cá chình hoa trong ao đất. Dự án này được triển khai tại xã Đắc Sma, huyện Cơ Bang trong 24 tháng, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023, với tổng kinh phí 2,293 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước 647 triệu, người dân đóng góp hơn 1,645 tỷ đồng. Qua báo cáo của chủ nhiệm dự án và đánh giá của cơ quan chủ trì, thì cá chình hoa thích nghi với điều kiện tự nhiên ở địa phương nên tỷ lệ sống khá cao khoảng 80%. Cá tăng trưởng nhanh, trọng lượng trung bình khoảng 1,6 kg trên một con, sau 20 tháng nuôi từ cỡ giống thả nuôi 53 g một con. Năng suất nuôi đạt 2,6 kg trên mét vuông, tương đương khoảng 26 tấn trên 1 hectare. Đây là mô hình đầu tư nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao, cần được nhân rộng trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Vụ cháy xảy ra khoảng 22 giờ ngày 7 tháng 12 đã thiêu rụi căn nhà sàn của bà Ra Lan Hơ Nhân, buôn Dớp, xã Gia Giao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Nguyên nhân cháy được xác định là do chập điện. Theo đó, vào thời điểm trên, người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội từ căn nhà sàn của gia đình bà Hơ Nhân nên đã thông báo cho chính quyền địa phương và hô hoán người dân đến khống chế dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lan nhanh nên đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà sàn cùng đồ dùng sinh hoạt trong nhà, ước thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Gia đình bà Hơ Nhân thuộc diện hộ cận nghèo tại địa phương. Tại thời điểm xảy ra cháy, gia đình bà đi hái cà phê thuê, không có ai ở nhà nên không có thiệt hại về người.
Nguyên nhân được xác định là do chập điện. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền mặt trận đoàn thể xã đã đến thăm hỏi động viên gia đình. Trong đó, Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng, mặt trận và các đoàn thể hỗ trợ nhu yếu phẩm giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt. Ngày 8 tháng 12, thông tin từ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Đình Trúc, nguyên phó chánh văn phòng Sở Nội vụ. Theo đó, ông Trúc bị khai trừ đảng do trước đó đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt 18 tháng tù treo về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Như báo Gia Lai đã đưa tin, ngày 12 tháng 9 năm 2023, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Hồ Quang Thi, nguyên kế toán trưởng Sở Nội vụ tỉnh 9 năm tù về tội tham ô tài sản, Huỳnh Văn Tâm, nguyên giám đốc Sở Nội vụ tỉnh 30 tháng tù treo và Nguyễn Đình Trúc 18 tháng tù treo cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Công an huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai vừa truy bắt nóng đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp hơn 402 triệu đồng. Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng công an khi khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện. Trước đó, vào 19 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2023, vợ chồng anh Đặng Văn Thu sinh năm 1972, trú tại thôn Thống Nhất, xã Gia Pen, huyện Phú Thiện, đi dự đám cưới về nhà thì tá hỏa thấy cửa chính và cửa phòng ngủ bị phá khóa, số tiền trên 402,4 triệu đồng được cất trong tủ gỗ phòng ngủ đã không cánh mà bay. Đây là số tiền anh Thu vừa rút từ ngân hàng về để trả tiền thu mua mía của người dân trong xã. Tiếp nhận thông tin, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo công an huyện Phú Thiện đã chỉ đạo đội điều tra tổng hợp nhanh chóng triển khai tối đa lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng. Quá trình rà soát xác minh nhiều đối tượng, lực lượng công an thấy nổi lên đối tượng Sơma Báo sinh năm 2008, trú tại thôn Somalơn A, xã Chrobenan, huyện Phú Thiện, có biểu hiện bất minh và đã triển khai lực lượng theo dõi. Đến chiều tối ngày 4 tháng 12, khi Rama Báo tụ tập cùng một số thanh niên khác để sử dụng ma túy tại thôn Somahang A, xã Gia Pen, huyện Phú Thiện, lực lượng công an huyện đã siết chặt vòng vây, công an ập vào bắt giữ quả tang 3 đối tượng gồm Kosor Daniel, sinh năm 1997, trú tại thôn Somahang A, xã Gia Pen, Sokom Duli, sinh năm 2004, trú tại thôn Somalơn B, xã Chrobenan, huyện Phú Thiện, và Royu, sinh năm 2001, trú tại thôn Biyong, xã Bờ Tó, huyện Gia Ba, đang có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, đối tượng Rama Báo đã nhanh chân bỏ trốn. Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ một số dụng cụ để sử dụng ma túy và 8 ống nhựa bên trong có chất màu trắng dạng tinh thể. Các đối tượng khai là ma túy dạng đá do Rama Báo cung cấp. Tạm giữ trên người Kosor Daniel số tiền 4,2 triệu đồng, trên người Royu số tiền 1 triệu đồng. Các đối tượng khai được Rama Báo cho. Lúc này, lực lượng điều tra công an huyện được chia làm 2 tổ, một tổ củng cố hồ sơ nhằm xử lý các đối tượng có liên quan đến ma túy, một tổ tiếp tục truy bắt Rama Báo đang lẩn trốn. Đến sáng ngày 5 tháng 12, qua quá trình truy vết đối tượng, khi có thông tin đối tượng Rama Báo đang lẩn trốn tại xã Gia Mơ Rơn, huyện Gia Ba, tổ công tác lập tức cử 2 đồng chí gồm Trung tá Đặng Văn Đông và Trung úy Đặng Hữu Tài, đội điều tra tổng hợp công an huyện Phú Thiện, nhanh chóng có mặt và phối hợp với công an huyện Gia Ba để truy bắt. Trưa cùng ngày, phát hiện Rama Báo đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 81B329433 di chuyển trên tỉnh lộ 662. Tổ công tác sử dụng xe mô tô áp sát đối tượng. Biết bị lực lượng công an truy đuổi, đối tượng bỏ xe, chạy ra khu vực cánh đồng để lẩn trốn thì bị lực lượng công an đuổi theo, khống chế, bắt giữ. Kiểm tra trên người và xe của Rama Báo, lực lượng công an phát hiện số tiền 53 triệu 060 ngàn đồng. Tại cơ quan điều tra, Rama Báo khai nhận chính là thủ phạm vụ trộm nhà anh Đặng Văn Thu. Hiện công an huyện Phú Thiện đang tạm giữ Rama Báo và các đối tượng Kosor Daniel, Sokom Duli, Royu để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời khẩn trương xác minh thu hồi tài sản để trả lại cho người bị hại. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sáng ngày 10 tháng 12.